Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an huyện Văn Lâm tiến hành xác minh, truy tìm và triệu tập Nông Văn Nhàn khi đang lang thang tại khu vực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đây là đối tượng nghi vấn trong vụ án giết người phụ nữ bán nước sinh năm 1980 xảy ra tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, rạng sáng ngày 11 tháng 6. Nông Văn Nhàn, sinh năm 1990, thường trú tại Bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, sống lang thang. Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận tối ngày 10 tháng 6 ngủ tại khu vực ống cống gần cầu vượt quốc lộ 5, lối từ xã Trưng Chắc sang xã Lạc Hồng. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, Nhàn tỉnh giấc, do không có tiền nên Nhàn nảy sinh ý định đi lang thang tìm sơ hở của các nhà dân, khu lán trọ để trộm cắp tài sản. Khi đi qua quán nước của một phụ nữ ven quốc lộ 5, phát hiện nạn nhân đang ngủ, Nhàn chui qua khe lưới bạt, đi vào bên trong, gọi nạn nhân dậy, giả vờ mua nước, tạo tình huống chờ sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sát hại nạn nhân, Nhàn lấy một điện thoại di động iPhone màu vàng, một đôi khuyên tai cùng một số tiền hơn 2 triệu đồng và bỏ trốn. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.